truyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ. Chào thầy. Gặp thầy có chuyện gì không? Dạ, em tới để đưa bằng chứng cho thầy ạ. Bằng chứng gì? Dạ, bằng chứng hối lộ. Hối lộ hả? Dạ. Của ai? Dạ, của A Oanh đó thầy. Nè nè, cái chuyện này là xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của người khác á. Nếu có thì mới nói nha, không thôi là em bị phạm tội vu khống đó. Dạ, đương nhiên là em hiểu. Nhưng mà chuyện này em không nói không được. Em có bằng chứng à? Đâu? Thì bằng chứng đưa cho thầy. Vô công bắt tụ lộc. Bà có chuyện gì? Nói đi, tôi giúp cho. Thiệt hả? Nè, bà cũng biết là tôi có nhiều tội đúng không? Bà có thể nào giúp tôi giảm bớt một xíu tội thôi, một chút tội thôi trong cái phiên tòa mà kỷ luật sắp tới á mình nha. Quá đáng mà. Dám hối lộ sau lưng các thầy cô à? Ăn cay đúng không? Cho ăn cay. Nè. Cái mặt biết bạn kìa. Tốt, bạn tốt. Ê, biết rồi, tụi mình ai cũng cầm cây giống ổng ha. Ê, mà bẻ bẻ này cũng vui mà. Ê, hình như tụi mình có bạn mới đúng không? Chắc bạn mới nhớ. Tôi nghe nói là bạn đó giỏi lắm á nha. Bạn đó là hả, có cái IQ với lại cái năng lực là giỏi hơn Bá Thiên luôn đó. Cái IQ là cái gì? IQ là cái giống gì vậy? IQ đó, mỗi người ai cũng có IQ mà. Cái này nè, chỉ thông minh hả? Chỉ số thông minh, đúng rồi. Chỉ số thông minh. IQ đó. Kêu IQ. Ông khùng hết đó, sao kêu IQ được? Chữ Y với chữ Q thì kêu là IQ chứ kêu là gì? Người ta kêu là IQ. Cái gì IQ? Người ta kêu là IQ. IQ. Sao rồi, cái nào đúng, cái nào đúng? IQ mới đúng. IQ. Bởi vì tôi nói mấy người không có không. Ông không biết gì ta. Mình phải tôn trọng tiếng Việt, mình là người Việt không? Thế y quờ thì đọc y quờ. Ta làm khó lên làm gì, sao nhớ được. Đúng không? Mà cái bạn nó tên gì vậy? Rồi, nhắc tên mới nhớ. Bá Đạo. Không, ấy là cái bạn nó tên gì? Bá Đạo. Tên gì? Bá Đạo. Tôi hỏi là cái ông nó tên gì? Trời ơi, ông tên là Bá Đạo bà ơi. Ý người ta nói là tên là Bá Đạo đó bà ơi. Ông tên là Bá Đạo hả? Lỗi của tôi. Đây nè, cái chuyện đó bà không cần phải quan tâm. Cái cần bà quan tâm nhất là cái hạnh kiểm của bà kìa, biết chưa? Hạnh kiểm của tôi thì sao? Bà đó bà mê chơi bị hạ hạnh kiểm chứ sao? Ở đó mà. Ủa? Nhìn nha. Bạn sao vậy? Cái gì vậy? Có chuyện gì hả? Thầy tưởng nói á là muốn mở cuộc họp kỷ luật đặc biệt sớm kìa. Cái gì? Hả? Mở cuộc họp kỷ luật đặc biệt sớm hả? Ủa rồi mà bà có nghe là cái đối tượng cần xem xét là ai không? À Oanh đó. Tôi. Ủa mà nè, chừng nào? Ngay bây giờ. Ngay bây giờ luôn. Chết thôi rồi. Ê, cứu tôi. Không được, như vậy là không được. Chết tôi, cứu tôi với, hay không? Hôm nay, tại lớp chúng ta diễn ra một phiên tòa. Một bên là tạm gọi là xấu, bao gồm Thiên Tùng, A Oanh và Tướng Kiệt. Mà xấu nhất là A Oanh. Và một bên tạm gọi là tốt, bao gồm Quỳnh Nha, Bá Thiên. Mà tốt nhất là Bá Thiên. Bây giờ, thì mà bên tạm gọi là xấu đại diện là A Oanh lên đây. Dạ thưa thầy, em không có là nè. Tôi không phải là thầy nữa. Dạ thưa chủ tòa, em không có làm mấy việc đó. Còn cãi à? Bây giờ tôi mời bên tạm gọi là tốt chứng bằng chứng ra.
vô công bất thụ lộc. Bà có chuyện gì nói đi, tôi giúp cho. Thiệt hả? Ừ. Nè, bà cũng biết là tôi có nhiều tội đúng không? Ừ. Bà có thể nào bà giúp tôi giảm bớt một xíu tội thôi, một chút tội thôi trong cái phiên tòa mà kỷ luật sắp tới á Quỳnh Nga. Dạ thưa thầy, đây là bằng chứng hữu hiệu nhất buộc tội bên tạm gọi là xấu, vi phạm, đút lót. Đúng, bằng chứng hữu hiệu. Cảm ơn Bá Thiên, mời Bá Thiên về chỗ. Dạ thưa thầy. Dạ thưa chủ tòa, Quỳnh Nga với lại Bá Thiên đặt điều vu khống cho quanh á. Bây giờ bắt buộc bên đó phải giải thích đi. Bằng chứng đâu mà ông dám nói vậy? Tôi không có. Hai người phải giải thích tại sao có đoạn ghi âm đó. Dạ thưa thầy, em phản đối. Phản đối đầu tiên là ngồi mà dám lên tiếng. Còn cái phản đối thứ hai của em là cái câu hỏi này quá mang tính công kích cá nhân. Đúng, phản đối hữu hiệu. Tuấn Kiệt, em ngồi xuống và em đứng lên nói câu đó xong ngồi xuống. Đứng lên rồi nói còn lại câu đó. Dạ nè, em nói rồi. Không, nãy ngồi không tính. Dạ thưa thầy, bên đó phải giải thích tại sao có đoạn ghi âm đó. Đúng, bây giờ em ngồi xuống. Rồi, coi như em nói thông. Phản đối hữu hiệu. Dạ thưa thầy. Dạ thưa chủ tọa. Nhưng mà bên đó nói như vậy thì bên đó cũng phải đưa ra được cái lý do, cái bằng chứng chứ. Nè, nãy giờ không hiểu hả? Hồi nãy giờ có nghe đoạn ghi âm không? Bây giờ bên tạm gọi là xấu chính thức trở thành bên xấu luôn. Có ai có lời bào chữa gì nữa không? Nếu không thì thầy tuyên bố. Wow. Còn em Tuấn Kiệt, em có bằng chứng gì không? Dạ có. Đâu? Tên. Thầy, thầy kêu em đưa bằng chứng, tự nhiên em đứng đó em đờn là sao? Dạ không phải, để em làm nhạc đệm. Ủa chi vậy? Cho nó kịch tính. Phần đoạn này là phải kịch tính. Tên. Trời ơi thầy, thầy hãy nghe và bấm nghe cái đoạn ghi âm này đi thầy. Đây. Tên em về chỗ, về chỗ em chỗ ngồi. Sao rồi? Thì sao cái gì, tôi đã nói tôi vô lớp, tôi nói để tôi nói bị trừ điểm hành kiểm vì tội hối lộ rồi. Ê, vậy thầy có cộng điểm với tụi mình không? Không. Trời ơi, làm tôi mất cả buổi trời vụ nhỏ A Oanh nói chuyện á. Giờ không được cộng điểm, chán quá. Tôi cũng tiếc nữa. Uổng công vụ A Oanh đi gặp Thiên Tùng rồi hối lộ bà nữa. Ừ. Vậy mà không được gì hết trơn. Mà thôi không sao đâu, dù sao tụi mình cũng mét được rồi. Bây giờ để đợt sau tụi mình được cộng điểm. Mình đâu có cần phải cộng điểm. Chỉ cần nhóm của Thiên Tùng, Tuấn Kiệt có một người hành kiểm yếu là nhóm mình luôn giữ vững vị trí đầu, hiểu không? Trời ơi, thầy không ngờ. Thì với cái bằng chứng này thì cái nhóm tạm gọi là xấu từ giờ trở đi không còn gọi là xấu nữa mà trở thành nhóm thật sự là tốt. Yeah. Em về chỗ. Trả đi. Và bây giờ nhóm thật sự trở thành xấu, đó là nhóm Quỳnh Nga và Bá Thiên. Bá Thiên, mời em đến đây. Tên. Bộ vui lắm sao tèn? Hả? Chỗ này không có kịch tính nữa. Dạ, em xin lỗi thầy. Tại sao em làm như vậy? Em có biết em làm như vậy là em bị hạ bậc hạnh kiểm và em sẽ bị đuổi ra khỏi trường không? Nếu thầy nói như vậy á thì đồng nghĩa với việc em sẽ không bao giờ trở thành hội trưởng được. Nếu như vậy á thì em xin thôi học. Ủa, Bá Thiên. Ông nói cái gì vậy Bá Thiên? Ủa, tôi nói gì bà còn không hiểu nữa hả? Sau ngày hôm nay tôi sẽ thôi học. Ông làm cái gì vậy? Dứt áo ra đi chứ làm gì.
bản quyền phim, full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Khổ.